ai vậy? Vì sao lại tới nhà của tôi? Đại nương, nhiều năm trước bà giặt quần áo ở bên bờ sông, ta đi câu cá ở gần đó, ngày nào bà cũng cho ta ăn cơm đó. Thật ra người ăn cơm của tôi thì nhiều lắm, làm sao mà tôi nhớ được hết. Ta là Hàn Tín. Hàn Tín? Ờ. Không thể nhớ được. Không sao hết, ta vẫn nhớ. Được rồi, tôi phải làm việc đây. Ngài đó, đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi phải đi giặt quần áo. Ờ, tôi sao? Ờ, không cần phải giặt quần áo nữa.